Để đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 5 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban an toàn giao thông thành phố cũng đề nghị công bố rộng rãi đường dây nóng của ban an toàn giao thông thành phố để tiếp nhận và xử lý các vấn đề về trật tự an toàn giao thông và ủng tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Theo đó, số điện thoại đường dây nóng là 02923 811199. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, giao Sở Giao thông vận tải thành phố xây dựng triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy trong dịp nghỉ lễ. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ phối hợp thực hiện các mô hình như thảm an toàn giao thông, ngã tư an toàn, cổng trường an toàn, triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh sinh viên đến trường tháng 9, chỉ đạo các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh sinh viên.